Bùa yêu có thật hay không? Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Cuộc sống có rất nhiều điều bí ẩn con người cần khám phá và tìm hiểu, trong đó có bùa yêu. Nhiều người tin rằng sử dụng bùa yêu sẽ tạo nên sự gắn kết và tình cảm mãnh liệt của hai người. Vậy bùa yêu là gì? Bùa yêu có thật không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đi tìm lời giải cho vấn đề này. 1. Bùa yêu là gì? Chúng ta đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện liên quan đến bùa yêu. Vậy thực chất, bùa yêu là gì? Bùa yêu là một loại bùa ngải có tác dụng tạo ra tình cảm mãnh liệt, sự gắn bó chặt chẽ giữa hai người đã từng yêu hoặc chưa từng yêu nhau. Mỗi vùng miền thường lưu truyền những câu chuyện và các quan niệm khác nhau về bùa yêu. Cách thức tạo ra bùa yêu cũng có sự khác biệt giữa các địa phương và cho đến giờ nó vẫn là bí ẩn gia truyền, không có lời giải đáp chính xác. Tuy nhiên, hầu hết các loại bùa yêu được lưu truyền trong dân gian đều bao gồm hai yếu tố chính, đó là câu thần chú và vật dẫn. Thông thường vật dẫn được các thầy bùa yêu sử dụng đó là rễ cây, lược, tóc, hương hoa. Mỗi thầy bùa sẽ có các cách thức tạo ra bằng yêu khác nhau, vì thế khi sử dụng các sản phẩm cũng mang đến những tác dụng hoàn toàn khác biệt. 2. Có mấy loại bùa yêu? Có rất nhiều sự thật về bùa yêu bạn cần khám phá, tuy nhiên, trên thực tế tồn tại hai loại bùa yêu khác nhau, đó là bùa yêu hại người và bùa yêu lành tính. Tác dụng hại người của bùa yêu có thật hay không? Những loại bùa này thường được tạo ra với mục đích xấu, gây ảnh hưởng đến đời sống và tình cảm của người được yểm bùa. Bùa lành tính là loại bùa được sử dụng với mục đích tốt. Thông qua việc sử dụng loại bùa này, con người có thể hàn gắn được tình cảm, gia tăng sự mặn nồng trong đời sống tình cảm vợ chồng. 3. Bùa ngải yêu có thật không? Trong cuộc sống chắc chắn bạn đã từng nghe thấy rất nhiều các câu chuyện về sức mạnh và tác động đối với cuộc sống của con người. Vậy thực hư của các câu chuyện này như thế nào? Ngải yêu có thật không? Bùa yêu là loại bùa được triển khai do huyền thuật và mang tính chất tâm linh. Chính vì điều này mà những người tin vào tâm linh sẽ coi bùa yêu là có thật và thấy được các tác động của bùa này trong đời sống, sinh hoạt, tình cảm hàng ngày. Đối với một số người không tin vào vấn đề tâm linh, huyền thuật thì họ coi bùa yêu là nhảm nhí, không có thật. Vậy bùa yêu thật không? Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng bùa yêu được xây dựng do sức mạnh của huyền thuật. Mỗi đạo phái, tôn giáo khác nhau sẽ có các huyền thuật khác nhau và con người dựa vào đó để luyện bùa yêu. Bùa yêu có lịch sử cách đây 8.000 năm và cho đến ngày nay bùa yêu đã có nhiều biến thể về cách thức sử dụng và các tác động của nó mang lại. Tại khu vực thành phố, người dân thường không tin vào câu chuyện tình yêu, nhưng bùa yêu lại tồn tại và gắn với cuộc sống hàng ngày của các dân tộc thiểu số như người dân tộc Thái, Mường, Mông, Chăm. Cho đến ngày nay, việc có bùa yêu không vẫn còn là vấn đề gây tranh luận trong xã hội, cũng giống như sự khác biệt giữa khoa học và tâm linh trong cuộc sống. 4. Bùa yêu có linh nghiệm không? Chuyện bùa yêu có thật được lưu truyền rất nhiều trong dân gian. Thông qua các câu chuyện đó, người ta có thể dễ dàng nhận thấy các tác dụng của bùa yêu. Trước kia, các cung tần mỹ nữ chốn cung cấm đã đánh đổi rất nhiều tiền bạc để sở hữu bùa yêu của các thầy phù thủy cao tay. Loại bùa ngải này sẽ giúp họ lấy được sự sủng ái của vua chúa, có đời sống hạnh phúc, đầy đủ. Các chàng trai, cô gái, người dân tộc nếu có điều kiện kinh tế khó khăn, ngoại hình xấu xí khó khăn trong việc kết duyên thường phải nhờ đến tác dụng của bùa yêu. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng bùa yêu để níu kéo hạnh phúc gia đình khi nửa kia có dấu hiệu ngoại tình, thay đổi. Bên cạnh đó, người làm công việc kinh doanh có thể sử dụng bùa yêu để lấy lòng, chiếm được cảm tình của khách hàng, từ đó tăng cường hiệu quả công việc. Bùa yêu có hiệu quả không? Một số người lợi dụng tác dụng của bùa yêu để thực hiện mục đích xấu như quyến rũ đối phương, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Đây là những loại bùa yêu cần phải cấm tuyệt đối vì nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tùy theo tài năng của người làm mà bùa yêu có các công dụng khác nhau. Bạn cần tìm các thầy bùa có kinh nghiệm để làm bùa yêu thực hiện mục đích của bản thân. Bùa yêu là có thật không? Đối với những người dân tộc Tày, Chăm, Miên, Khmer thường lưu truyền công dụng của các loại ngải yêu hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bùa yêu do thầy Bá Vi thực hiện được coi là loại bùa yêu có công dụng cao và mang đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Nhờ sử dụng bùa yêu của thầy mà đời sống tình cảm của con người trở nên thân thiết và gắn bó hơn. 5. Nơi làm bùa yêu linh nghiệm. Đến lúc này thì chắc chắn thay vì hỏi rằng có bùa yêu thật không, bạn nên đặt ra câu hỏi là nên tìm nơi nào để làm bùa giúp mà được hiệu quả như ý. Thầy khuyên bạn nên tìm một nơi làm bùa đảm bảo ít nhất hai yếu tố sau sẽ tốt hơn cho bạn. 5.1. Hiệu quả đã qua kiểm chứng thực tế. Đây rõ ràng là điều quan trọng đầu tiên mà bạn muốn khi tìm hiểu để dùng bùa yêu cho bản thân hoặc người thân. Nếu nơi nào đó đã hiệu quả được kiểm nghiệm thực tế, có rất nhiều người được giúp đỡ thì đạt yêu cầu. Địa chỉ thầy bùa Bá Vi là nơi uy tín duy nhất đã kiểm chứng hàng ngàn. Xin nhắc lại là hàng ngàn người được giúp đỡ trong vài năm nay. Bạn có thể theo dõi những trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ thành công liên tục cập nhật trong nhật ký Zalo 0918334190 hoặc qua Facebook cá nhân bằng số điện thoại đó. 5.2. An toàn cho người dùng. Ngoài bùa tốt, phải có thêm điều kiện là an toàn nữa. Chứ tốt mà bạn phải chịu hậu quả thì tốt nhất không nên dùng. Có nhiều loại bùa như bùa lỗ ban, bùa miên, mát không, bùa mường, bùa máu kinh có thể hiệu quả thật, nhưng lại có hậu quả xấu cho bạn và người bạn thương. Thầy Bá Vi là một trong số ít thầy bùa cao tay còn sống có thể làm ra bùa vừa hiệu quả lại vô cùng an toàn cho người dùng, nên bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng nhé. Chia sẻ câu chuyện một người nhờ thầy Bá Vi giúp. Dạ, chuyện của con là con và người ấy yêu nhau được hơn 8 năm, khoảng 3 năm gần đây, chúng con cứ có khoảng cách. Rất nhiều lần hai đứa im lặng xong mối quan hệ cứ thế chìm xuống và chúng con có chia tay. Được một thời gian thì chúng con quay lại với nhau, ban đầu thì vẫn rất vui vẻ, nhưng dần dần lại rơi vào tình trạng như vậy ạ. Gần đây nhất là 2 tuần trước anh ấy đã nói chia tay. Thực sự con cảm thấy giữa chúng con vẫn còn rất nhiều tình cảm, nhưng cứ hễ có chuyện gặp khó khăn một chút là anh ấy lại muốn chia tay. Con đã chủ động quay lại, lần này anh ấy chặn cả Facebook của con nghĩ sẽ cho anh ấy thời gian và nhờ thầy Bá Vi giúp con làm bùa yêu hiệu quả để anh ấy chủ động hàn gắn lại ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Kết luận. Qua bài chia sẻ trên đây bạn đã có thể trả lời cho câu hỏi bùa yêu có thật không? Bạn tin vào bùa yêu, gửi gắm tình cảm tốt đẹp và sự chân thành của bản thân khi sử dụng điều chắc chắn bùa yêu sẽ mang đến cho bạn những hiệu quả bất ngờ. Để có được bùa yêu hiệu quả tốt nhất liên hệ trực tiếp thầy Bá Vi để được giúp. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé.
Anh chỉ cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về buồn ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về buồn ngải nhé.